tên là Thỏ Con. Hôm nay Thỏ Con đến đây chơi với các bạn nè. Các bạn thấy mình có dễ thương không? À, các bạn có biết ai làm cho mình dễ thương như thế này không nè? Là cô Tuyền đó. Cô Tuyền làm cho mình thật là dễ thương luôn. Hôm nay cô Tuyền sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những chú thỏ thật là dễ thương giống mình nha. Thỏ Con xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, cô tên là Tuyền. Hiện cô đang công tác tại trường Mầm Non Chính, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. À, các bạn ơi, vừa nãy có nhân vật nào xuất hiện vậy con? À, đó là bạn thỏ đúng không nè? Hôm nay cô Tiền cũng có hai bạn thỏ cho các bạn xem nữa nè. À, các bạn thấy có dễ thương không? Hôm nay cô Tiền sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ làm những chú thỏ thật là dễ thương này nha. Để làm được những chú thỏ thì chúng ta cần có những nguyên vật liệu như sau: giấy, kéo, bút lông đen, keo dán, bút chì và màu sáp. Và bây giờ cô và các bạn cùng nhau mình làm chú thỏ nha. Đầu tiên thì cô Tiền cần một tờ giấy hình chữ nhật để làm thân thỏ. Các bạn gấp hai đầu của tờ giấy lại với nhau. Dùng keo bôi vào phần một phần bên đầu đầu giấy bên đa, bên kia. Và lấy một đầu giấy bên này dán qua. Rồi, cô Tiền đã làm xong được thân thỏ rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ làm tới cái chân của thỏ. Các bạn sẽ dùng bút sáp màu đen, mình vẽ một cái hình trái tim. Và các bạn dùng kéo cắt. Rồi, sau khi cô Tiền đã cắt xong cái hình trái tim thì mình sẽ làm chân. Tiếp theo là mình sẽ vẽ mặt của chú thỏ. Mình cũng lấy cây bút màu đen vẽ một hình tròn là mặt thỏ. Kế tiếp là tai thỏ. Rồi sau đó mình sẽ vẽ mắt thỏ. Tô màu. Kế tiếp là mũi và râu thỏ. Để cho chú thỏ của mình thêm dễ thương hơn thì cô Tiền vẽ thêm một cái đường viền bên trong tai thỏ. Các bạn sử dụng một cây bút sáp màu hồng, mình sẽ tô lên. Đây, các bạn dùng kéo cắt. Thôi, bây giờ cô Tiền đã có thân thỏ, chân thỏ và đầu của thỏ rồi. Bây giờ cô Tiền sẽ ráp những cái bộ phận này vào cho chú thỏ nhé. Đầu tiên là cô Tiền sẽ ráp thân thỏ trước. Cô Tiền sẽ bôi keo vào mặt sau của thân thỏ và dán vào hình trái tim. Mình đã được thân và chân của thỏ rồi nè. Kế tiếp là các bạn sẽ bôi keo vào cái đầu thỏ và mình sẽ dán vào thân của chú thỏ nhé.
Tiên đã được, cô Tiên đã dán xong chú thỏ rồi nè, các bạn thấy có dễ thương không? Cô Tiên vừa hướng dẫn các bạn làm xong chú thỏ. Cô Tiên xin chúc các bạn sẽ làm được những chú thỏ thật là dễ thương đúng cô nhé. Cô Tiên xin chào các bạn và hẹn gặp lại.